Thưa quý vị, dự báo do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường nên trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ giảm chỉ còn từ 19 đến 23 độ. Đáng lưu ý là hiện tượng sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ vẫn tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Sau đó, từ khoảng ngày 8 tháng 2, một khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc nước ta nên gây ra mưa nhỏ, mưa rào rải rác cho các tỉnh thành Bắc Bộ. Đồng thời cũng khiến cho nhiệt độ trên toàn khu vực giảm thêm từ 3 đến 5 độ, trời chuyển rét, ở vùng núi có nơi rét hại. Với miền Trung, không khí lạnh suy yếu ít ảnh hưởng đến các khu vực Trung Bộ, do đó mà thời điểm này thời tiết tại khu vực Trung Bộ khá ổn định. Ở khu vực phía Bắc Trung Bộ, đến trưa và chiều trời hửng nắng, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là 26 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mức nhiệt trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng khu vực phía Nam Trung Bộ, thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến ngưỡng 33 độ. Sau đó từ khoảng tối và đêm ngày 8 tháng 2, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống nên các tỉnh thành khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ ở diện rải rác. Cục bộ, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Đồng thời nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ có xu hướng giảm từ 4 đến 5 độ. Ở khu vực phía Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm và rét hại. Ở khu vực Trung Trung Bộ, trời chuyển lạnh. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có nắng mạnh, tạnh giáo và không mưa với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ngưỡng 35 độ như là khu vực miền Đông Nam Bộ. Còn tại Tây Nguyên cao nhất có thể lên tới ngưỡng 33 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 6 tháng 2. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, riêng khu vực phía Tây Bắc là từ 12 đến 15 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Tập trung ở khu vực đồng bằng và ven biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 2. Sáng sớm và đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 20 độ, ở vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Về trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 23 đến 26 độ, ở phía Nam là từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, xuất hiện nắng nóng lên đến trên 35 độ.